Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức cộng đồng mạng Pi ngày hôm nay với những tin chính sau. Thông tin về CBDC của Việt Nam. Tin tức Pi tháng 12 công việc của nhóm cốt lõi. Sự kiện Pi Fest bước đệm cho Mainnet mở. Thưa quý vị, ví điện tử đã xuất hiện trong hệ thống của ngân hàng Việt Nam. Ngân hàng Vietcombank đã có ví điện tử. Đây là một tín hiệu cho thấy rằng tất cả các ngân hàng đều sẽ kết nối với thế giới tiền điện tử, giao tiếp với mọi mạng blockchain để giao dịch với tiền kỹ thuật số và mọi loại tài sản số trên toàn cầu trong tương lai. Thông tin về CBDC của Việt Nam Việt Nam đã chọn CBDC theo công nghệ DTL, sổ cái phân tán của blockchain Hyperledger Fabric từ Sora Misu Nhật Bản vào năm 2021. Công ty này đã thực hiện thành công các dự án CBDC cho Campuchia, Lào. Hyperledger Fabric là blockchain mã nguồn mở, kiểu module và có smart contract. Ngoài ra đồng đô la điện tử, đồng euro điện tử và đồng nhân dân tệ điện tử bán buôn đang thử nghiệm đều có smart contract. Những đồng tiền kỹ thuật số này và tài sản số hóa khác có thể chạy cross-chain, kết nối xuyên chuỗi trên blockchain Pi, nghĩa là khi Pi có team và ngân hàng nhà nước cho phép thì có thể chứa đồng Việt Nam kỹ thuật số trong ví Pi. Tương lai có thêm phiên bản ví mới hỗ trợ thêm đa blockchain. Giao diện của đồng Việt Nam kỹ thuật số có thể giống của Lào. Đồng kỹ thuật số nhân dân tệ của Trung Quốc và Mỹ Ripple, Nhật Soramitsu. Soramitsu trước đó đã có hợp tác nghiên cứu CBDC với các nước như Việt Nam, Campuchia, Lào, Philippines, vân vân. Cụ thể hợp tác với Campuchia đã ra mắt dự án Ba Công. Theo dõi tin có khả năng là 7-80% đã chọn đồng ECEN. Thưa quý vị, từng mảnh ghép nhỏ là một phần trong bức tranh tổng thể và Pi chuẩn bị lộ diện trong năm 2024. Quý vị và các bạn có thể tham khảo nguồn. Tin tức công việc của Pico Team. -Work đang nâng cấp và sử dụng bộ công cụ SDK Stella V20 cũng như thử nghiệm các khoản thanh toán chuỗi chéo khác nhau trên Pi Blockchain thành công 95%. Chúng ta thấy ví VIP BIP44 cũng đã được đưa vào Blockchain. Rất có khả năng Cả tiền pháp định CBDC nguồn mở và toàn bộ Stella Ancor sẽ được tích hợp vào sàn giao dịch Pi. Các tính năng mới cho ví Pi. Mới đây, Pico Team đã đăng video hướng dẫn về cách sử dụng mã QR trên ví Pi. Qua đó, Pico Team cũng đã gợi ý về các tính năng hữu ích khác cho ví Pi có thể được ra mắt trong thời gian tới. Tính năng lốc up. Ví Pi đã bổ sung thêm mục lốc up đây có thể là tính năng khóa 200% trên mục cài đặt khóa của bạn. Sau khi khởi chạy Menet, bạn có thể khóa gấp đôi số dư mà bạn đã khai thác trước đó và chuyển vào Menet. Phần khóa thêm cho số Pi nhiều hơn tự khai thác có thể đến từ các giao dịch ứng dụng Pi dựa trên tiện ích. Ví dụ như kiếm Pi từ việc bán hàng hóa và dịch vụ. Tính năng phí điều chỉnh. Thanh toán 10 Pi với mức phí giao dịch Blockchain là 0.04320 Pi. Đây là một ví dụ cụ thể về việc phí tự điều chỉnh theo nhu cầu của người dùng. Mức phí cao hơn sẽ được ưu tiên trong xử lý giao dịch. PiCoin đã thử nghiệm mức lạm phát và mục tiêu lạm phát của PiCoin ngay trên dữ liệu chuỗi khối Pi. Quan sát chúng ta có thể thấy dữ liệu mua bán sản phẩm diễn ra liên tục, tất cả đều được lưu vào sổ khái Pi Network. Mục đích vẫn là hình thành giá cho Picoin. Đội ngũ đồng cốt phải tính toán để Picoin lưu hành từ góc độ hiếm có. Với mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước, chúng ta phải tin rằng Pi sẽ có giá trị cực cao sau khi Pi mở mainnet chính thức. Tiếp theo là cập nhật nhỏ trên app Pi Network. Tin tốt về Pi, vui lòng kiểm tra ứng dụng khai thác của bạn. Các tiện ích Pi Network đang được thêm vào và báo hiệu việc tiến gần hơn đến mainnet. Nếu bạn không thấy tính năng mới này thì hãy cập nhật ứng dụng khai thác của bạn trên Android hoặc App Store. Chúng ta bắt đầu với những ngày tháng của sự kinh ngạc, những chuyển đổi đầy mạnh mẽ của Pinnacle. Có lẽ tháng 12 năm 2023 chính là bản lề cho sự vĩ đại của Pinnacle khi chuyển qua mùng 1 tháng 1 năm 2024 một loại tiền tệ chung của toàn cầu sẽ ra đời. tim đã thông báo, chúng tôi tự hào thông báo sự kiện P-PowerEd Comex đầu tiên của chúng tôi, Fest từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 12 này. Hãy tham gia cùng người tiên phong trên toàn thế giới để mua sắm tại địa phương và hỗ trợ các doanh nghiệp tích hợp Pi trong cộng đồng của bạn. Tìm hiểu về sự kiện toàn cầu và cách tham gia. Hãy sẵn sàng cho sự kiện trước mở được hỗ trợ bởi Pinework. PiFest sắp khởi động vào ngày 6 tháng 12. Tôn vinh sức mạnh của Pi và cộng đồng đáng kinh ngạc đằng sau nó. Hãy tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi trao quyền cho các doanh nghiệp địa phương, thúc đẩy cuộc cách mạng thương mại với Pi. Một sự kiện thương mại được hỗ trợ bởi Pinework sắp đến gần. Pinework, một nền tảng đổi mới kết hợp công nghệ blockchain với cộng đồng toàn cầu đang chuẩn bị tung ra sự kiện quan trọng nhất của mình, Pi Fest, dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 12 năm 2023. Pi Fest được coi là thời điểm quan trọng nhằm nâng cao tiện ích của Pi và thể hiện tiềm năng to lớn trong cộng đồng Pi. Sự kiện này được đặt tên bởi nỗ lực hợp tác của hơn 25.000 thành viên cộng đồng Pi trên toàn thế giới, thể hiện tinh thần đoàn kết và tôn vinh trong mạng Pi, thể hiện rõ ngay từ chính tên gọi của nó. Về cốt lõi, PFED cố gắng trao quyền cho các doanh nghiệp và thương nhân địa phương để tích hợp Pi vào hoạt động hàng ngày của họ, bằng cách thúc đẩy sự tích hợp của Pi vào khung hoạt động của họ. Mục tiêu chính là mở rộng khả năng tiếp cận cho cộng đồng Pioneer và thúc đẩy sự chấp nhận Pi trong các giao dịch thương mại hàng ngày. Sự ra đời của PFED bắt nguồn trực tiếp từ phản hồi của cộng đồng, với hơn 80.000 người tiên phong tham gia vào cuộc khảo sát thương mại Pi. Do đó, các tính năng mới đã được triển khai để hỗ trợ trao đổi ngang hàng hiệu quả hơn. Với trọng tâm đáng kể là đơn giản hóa việc phát hiện các doanh nghiệp địa phương chấp nhận Pi, điểm nhấn chính của sự kiện. Trong khoảng thời gian 6 ngày, những người tiên phong được mời tích cực tham gia Pi Họ sẽ có cơ hội đến thăm nhiều doanh nghiệp khác nhau và thực hiện các giao dịch bằng cách sử dụng Pi làm phương tiện thanh toán chính. Ngoài ra sự kiện này sẽ tổ chức một cuộc thi để xác định khu vực có khối lượng giao dịch pi cao nhất, thúc đẩy tinh thần cạnh tranh và sự tương tác mạnh mẽ giữa những người tiên phong. PFED đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy việc áp dụng và sử dụng Pi trong cộng đồng địa phương, đồng thời mở đường cho sự phát triển trong tương lai của mạng Pi. Với sự nhấn mạnh vào việc tích hợp Web3 thương mại sự kiện này đánh dấu một bước tiến hấp dẫn trong việc chứng minh tiềm năng thực tế của công nghệ blockchain trong cuộc sống hàng ngày. Open Minet sắp ra mắt. Thành công của VFET dự kiến sẽ mở ra cánh cửa cho nhiều doanh nghiệp địa phương hơn áp dụng Pi làm phương thức thanh toán, cách mạng hóa các phương thức giao dịch và thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Pi Network trong thời gian tới. Thưa quý vị, đối với Pi Network, Tất cả kiến thức đều là mới, nó không giống bất cứ điều gì bạn từng có được biết. Cho dù bạn là một chuyên gia hay một công nhân, đang cập nhật kiến thức mới là như nhau. Mạng Pi là một lớp học, những người là siêng năng và chăm chỉ làm việc cập nhật kiến thức mới nhanh hơn những người chậm chạp và kiêu ngạo với kiến thức của họ cảm thấy là đủ. Xin chúc mừng những người tiên phong của Pi đã theo dự án trong 5 năm qua. Cuối cùng rồi chúng ta sẽ hái quả ngọt cùng nhau thành công trong kỷ nguyên mới kỹ thuật số